Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP có ý nghĩa lớn đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Việt Nam, nhất là với các doanh nghiệp xuất khẩu. Tuy nhiên cũng cần nhìn nhận thẳng thắn về những yếu kém và khó khăn mà doanh nghiệp sẽ gặp phải trong xu thế cạnh tranh. Tại buổi hội thảo TPP, cơ hội và thách thức tác động đến hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam, phóng viên của chúng tôi đã ghi nhận một số phân tích cũng như những giải pháp mà các chuyên gia kinh tế đưa ra. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, TPP mang đến cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Việt Nam nhiều cơ hội. Tuy nhiên, cần nhìn nhận thẳng thắn rằng những thách thức mà các doanh nghiệp gặp phải là không ít, nhất là với các doanh nghiệp xuất khẩu. Với lợi thế mức thuế nhập khẩu sẽ dần được gỡ bỏ, thì doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam phải đáp ứng các yêu cầu khắc nghiệt về chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật, tỷ lệ nội địa hóa nguyên phụ liệu. Những yêu cầu này được xem là rào cản mà các doanh nghiệp cần phải vượt qua để thành công trong xuất khẩu. Do vậy, trước hết doanh nghiệp cần tìm hiểu thật kỹ nhu cầu cũng như đặc điểm của thị trường xuất khẩu để xem xét sản phẩm của đơn vị mình có những gì phù hợp và những gì chưa đáp ứng được. Mặt khác, công tác chuẩn bị đủ hồ sơ và những thông tin liên quan đến sản phẩm hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp là rất cần thiết. Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cũng cho rằng, điều quan trọng hơn hết là doanh nghiệp cần có một cái nhìn lạc quan về môi trường cạnh tranh. Đóng góp thêm về giải pháp để doanh nghiệp trong nước có thể đứng vững trong cạnh tranh xuất khẩu, ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cũng cho rằng, doanh nghiệp cần quan tâm thêm về các hàng rào kỹ thuật, trong đó quy tắc xuất xứ là một yếu tố quan trọng mà doanh nghiệp cần nghiên cứu để tận dụng. Tùy theo cái trường hợp chúng ta xuất khẩu vào cái thị trường nào, chúng ta sẽ có một cái nghiên cứu nó phù hợp. Trong trường hợp ví dụ như của Nhật Bản thì hiện nay ngoài TPP chúng ta vẫn có cả cái hiệp định thương mại tự do giữa ASEAN với Nhật Bản và Việt Nam Nhật Bản. Tức là giữa Việt Nam và Nhật Bản chúng ta cùng lúc tham gia vào ba cái hiệp định thương mại tự do. Thế thì các doanh nghiệp của chúng ta có thể lựa chọn cái biểu thuế hay cái quy tắc xuất xứ nào mà nó thuận lợi nhất, nó thấp nhất hoặc nó linh hoạt nhất cho các doanh nghiệp chúng ta để chúng ta lựa chọn. Như vậy có nghĩa là doanh nghiệp phải linh hoạt, sử dụng qua lại các quy tắc xuất xứ không chỉ với hiệp định TPP mà với các hiệp định thương mại khác để đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu.